Chào tất cả mọi người. Đây là một cái bo mạch của một chiếc nồi cơm điện tử với thương hiệu là thương hiệu Sáp. Mình nhận sửa cho một cái bác ở tận ngoài Hạ Long, Quảng Ninh mọi người ạ. Buổi trưa ngồi sửa mãi cái điều hòa chả sửa được nên chuyển qua sửa đồ cho mọi người gửi tập về. Đây là cái điều hòa nhà mình, nó bị cái lỗi cứ ghim điện là nó cứ kêu tít 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 tít. Mình không chuyên về cái đồ điều hòa này nên mình chịu khả năng này phải gửi cho một cái bạn thợ ở cũng của Quảng Ninh sẽ xem có sửa được không. Bạn nào mà làm điện lạnh mà xem được cái video này mà biết được cái lỗi này thì có cho mình thông báo cho mình biết được nhé. Nó cứ ghim điện bật át, nó cứ kêu tít 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 liên tục không nghỉ, ngừng nghỉ luôn. Nó là cái điều hòa của nhà mình đang dùng mọi người ạ. Lâu lâu không dùng hay là cứ tắt át suốt, đợt vừa rồi trời lạnh hay là bật lên thì nó bị như thế. Thì quay trở lại cái lỗi của cái bo này mình sửa cho cái bác ở Hạ Long, Quảng Ninh ấy, thì là bác ấy bảo ấy là bật nấu thì chạy được một tí thì nó chuyển sang đèn vàng. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cái hướng tìm như thế nào nhé. Cái hướng tìm thôi, thực ra cái hướng để cho mọi người biết ấy, là nó sẽ bị lỗi như thế. Thì với cái lỗi mà khi chúng ta bật nấu mà ví dụ như cơm đang sủi, cơm chưa cạn hoặc là cơm chưa chín nó đã chuyển đèn vàng rồi thì chúng ta sẽ hiểu ấy là nó đã xong chương trình nấu mọi người nhé. Nó xong chương trình sớm sớm quá, tức là con MSU này này, con ICV xử lý này, khi chúng ta bắt đầu nấu ấy nó sẽ xuất lệnh ra để điều khiển dơ le cấp nguồn cho mâm nhiệt, thì mâm nhiệt sinh nhiệt để nấu ấy, thì thông qua cái cảm biến nhiệt, thông qua cái rắc cảm biến nhiệt này, con cảm biến nhiệt ở dưới đáy nồi ấy, nó sẽ nhận biết được nhiệt độ đã bao nhiêu để nó đưa về MSU, và con MSU sẽ phát ra cái chương trình đóng ngắt, đóng đoạn ngắt lên đóng con dơ le này, nó không phải lúc nào nó cũng đóng, nó có thể cái khoảng nó nghỉ rồi lại đóng, nó là cái chương trình phần mềm bên trong nhà sản xuất họ lạp cho ấy. Thì nó đã chưa chín cơm mà nó chuyển về đèn vàng ấy, thì chúng ta sẽ hiểu nôm na ấy, là nó con vi xử lý nó nhận được cái cảm biến nhiệt đưa về là nó nghĩ là cơm chín rồi mọi người nhá. Thì cái lỗi này thì có thể nó sẽ là như này này. Một là cảm biến nhiệt bị lỗi, cảm biến nhiệt bị lỗi tức là nó ví dụ như chúng ta cứ giả sử ấy, cơm nhiệt độ đáy nồi nó phạt khoảng 105 độ thì bắt đầu nó mới đạt, mình nghĩ là cơm chín nhưng thực ra bây giờ chỉ đạt được khoảng 90 độ thì nó đã tụt áp thấp để cho vi xử lý nhận là cơm chín rồi mọi người ạ. Thì có thể liên quan đến cảm biến nhiệt hỏng này, hoặc ấy, một số mạch của là mạch sáp mình gặp ấy, thì là tụ tụ dập nhiễu trên cái đường cảm biến nhiệt đưa về chân nhận của vi xử lý là bị hay bị chập. Nó bị chập thì nó tụt kéo bất bất áp. Thì kéo bất áp thì sau đó là cái cảm biến nhiệt nó chỉ giảm một chút thôi thì là cái áp nó song song giữa cảm biến nhiệt tụt một ít này, rồi con tụ đã bị chập tụt một ít này thì là nó dẫn tới là cái con chân vi xử lý nó tụt nhiều quá, nó nhận thấy như là cơm đã chín tức là nhiệt độ đã đạt đến 105 độ mình vừa giả sử đấy nhá mọi người nhá. Thì như vậy là nó có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là cảm biến nhiệt lỗi này. Nguyên nhân nữa là linh kiện trên cái đường cảm biến nhiệt về con vi xử lý bị lỗi thì xảy ra bị như thế. Và một cái nguyên nhân nữa ấy, thì có khả năng ấy, là do cái phím candle vàng này này là nó bị chập thì nó cũng xảy ra trường hợp đấy nhá, nhưng ít nhưng mình đã gặp rồi. Tức là nó không phải là tiếp xúc thật, trong khi chúng ta bấm nấu này thì nó chạy ok đấy, nhưng mà do cái phím vàng này nó tiếp xúc không tốt. Nó chạm nó không phải là chập hẳn mà là dẫn tới là đến một lúc nào đấy tự nhiên nó chập cái thì không khác gì người ta ấn candle và ấn lần nữa thì là nó thành đèn vàng ở chế độ ủ rồi nhá. Tức là khi cơm bắt đầu chín rồi thì bắt đầu chuyển sang đèn vàng thì là mâm nhiệt sẽ không được cấp điện nữa, bởi vì là cái con dơ le này sẽ không được vi xử lý cấp nguồn để đóng mà nó sẽ chuyển sang chế độ kích hai con chiác. Con chiác này để tạo ra để cấp nguồn cho hai dây ủ. Một dây ủ công suất lớn hơn một chút là ở dưới xung quanh thành dưới nồi và một cái dây ủ nữa trên nắp vung mọi người ạ. Thì cái lỗi nó là như vậy thôi. Thì cái video này mình hướng cho mọi người tham khảo như thế nhá. Còn bây giờ mình sẽ xử lý thật, sự kiểm tra thật xem nó lỗi vùng nào, mình phải đấu lỗi tất cả rồi mới test thử đã. Nguồn 220 này. Cảm biến nhiệt này, mình tận dụng cái cảm biến nhiệt của bếp từ cho nó đỡ báo lỗi và rồi mình sẽ test thử nhá. Nó đang ở chế độ nấu luôn này. Đây này, ví dụ như cái phím này rất nhiều phím trong nồi cơm điện tử nhá, do nó nằm trong môi trường có hơi nước khi nấu ấy, nó bốc vào có thể nó sẽ xảy ra bị chập chập theo kiểu chập chờn nhé mọi người nhé. Đấy, ví dụ như đang nấu như này mà cái phím này chập ấy, có lúc nó lại kích được cái lệnh mở nên là thành đèn vàng luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cho nó test thử xem nó thế nào nhé.
Cái nồi cơm sáp này thấy bác ấy bảo là bác ấy mua bên Thái Lan, tức là xách tay từ Thái Lan về mọi người ạ, chứ không phải mua bên thị trường Việt Nam. Cái model của nó đây này, nồi cơm sáp KS SA181 mọi người nhé. Mình sẽ chờ thôi xem nó thế nào. Cái đèn vàng nó đang sáng nhá. Mình vừa mới kiểm tra qua tất cả mọi thứ như mình vừa nói lúc đầu video ấy. Sau đó là mình có test giả lập để nó về cái đèn vàng, chạy về cái đèn vàng đấy bằng cách ấy, là mình đấu một con điện trở 50K, một con VR 50K ở hai đầu của cái cảm biến nhiệt đấy. Và hiện tại là con cảm biến nhiệt này, một chân của nó là GLD, GLD mát của vi xử lý, và một chân nữa là được phân áp qua một con điện trở từ 5V sang. Thì như vậy ở chế độ bình thường như này ấy, là nó đo chúng mình đo được ấy, nó rơi vào tầm khoảng 4,4V này các bạn này. Và mình bấm chạy nhá, thì mình candle cái này phải bỏ đi thì mới bấm được riêng thùng sáp đấy. Và như này ấy, tất nhiên là trong một lúc là sau thì bao giờ le mới đóng. Khi dưa le đóng rồi, bắt đầu là mình sẽ vặn con VR này. Vặn con VR này thì khi mình vặn, chúng ta để ý cái điện áp ở đang 4,4 kìa, nó sẽ giảm xuống 4,1, 4,3, thì không khác gì là cái mâm nhiệt đang được đốt nóng và con cảm biến nhiệt này bị giảm trị số cả. Con cảm biến nhiệt này giảm trị số thì nó là con RT mà, thì nó sẽ kéo bớt cái điện áp 4,4V đấy. Kéo con cái điện áp 4,4V lúc đầu ấy, nó sẽ tụt xuống còn 4,1, 4,2, 4,3. Và mình tất nhiên là mình mà vặn nhanh ấy, thì vặn chậm ngay ấy, thì là con vi xử lý nó sẽ thấy lỗi và nó sẽ báo C1. Không rút rút cảm biến ra nó cũng báo C1 nhá. Còn dòng sáp model này thì mình có kệ cho nó đóng dơ le, sau đó là mình sẽ giảm. Và mình thấy ở cái đoạn này này, ở cái đoạn này là nó được lâu đây. Ở cái đoạn khoảng 3V, khoảng 2,5 đến 3V này là lúc đấy là cái cảm biến nhiệt này nó nhận thấy ấy, là mình thấy là nó dơ le đóng được lâu hơn, thời gian đun lâu lâu hơn. Mình cứ hiểu nôm na lúc đấy là lúc ở trong cái chu trình là bắt đầu lồi cái con vi xử lý là nó đốt mạnh hơn để lồi sủi mạnh mọi người nhé. Và sau đó mình cũng vặn tiếp, vặn giảm tiếp ấy, xuống tới còn khoảng 0,3V thì bắt đầu là nó không đóng nữa, và nó chờ khoảng một thời gian rất là lâu, khoảng rơi vào tầm khoảng 10 phút bắt đầu nó sẽ chuyển đèn vàng mọi người ạ. Ở đây là mình giả lập để khi lấu thôi mọi người nhé. Thì con này thì mình có kiểm tra như mình nói rồi này. Mình nhả cái con VR nhé, con VR mình đấu ở vị trí này không khác gì ở hai chân cảm biến nhiệt này. Và cái bên này mình thấy nhà sản xuất họ sử dụng cái thiếc cực kỳ mềm luôn, do đó mà chân cảm biến nhiệt cũng bị lung lay, một dàn này cũng bị lung lay, dàn trên này cũng bị lung lay, mình đã hàn lại hết rồi mọi người ạ. Nhưng mà cái này và cái này thì bị lung lay thì nó sẽ không chỉ không đưa lệnh lên được cho cái bộ hiển thị này thôi, chứ thực tế là trên này nó không có IC gì nhá mọi người nhá, nó chỉ là các led 7 đoạn như này, các led hiển thị và phím bấm thôi, nên cái chân nào hở thì nó sẽ mất tác dụng của chân đấy thôi. Mình chủ yếu là mình chú trọng đến cái chân của con cảm biến nhiệt này. Tất nhiên là mình cũng đã tháo ra, mình cũng kiểm tra cái nút candle thì nó ok, không vấn đề gì cả mọi người ạ. Cái nút ấn ra nút vàng ấy, thì mình có thể dò cho chúng ta tham khảo về cái đường này nhé, và mình đã kiểm tra những cái gì nhé. Đây là GLD mát của vi xử lý nhá mọi người nhé, một chân cảm biến nhiệt này. Còn đây chính là chân cảm biến nhiệt nó đi tới IC đấy. Đây nhá, đây là 5V này, nó được phân áp qua con điện trở. Con điện trở này là 4,7K mọi người nhé. Từ 5V nó sẽ phân áp qua đây, mình đo cho mọi người luôn, mình nhìn mạch thôi chứ mình cũng chưa thử đo. Xem có đúng không nhá. Mát thì lấy mát ở chân cảm biến nhiệt luôn này, đây là 5V này. Đấy, 4,97 5V ok cả. Vì nó phân áp qua con 4,7K thì là chân của cảm biến nhiệt đang là 4,8 nhá. Vừa nãy mình lắp thêm con 50K này nó song song thì nó sẽ tụt xuống còn 4,4 đấy mọi người ạ. Thì cái điện áp cao từ 5V ấy được phân áp vào qua con 4,7K vào chân này, và khi con RT này nóng lên ấy, thì chỉ số của nó đang là dít bảng của thằng của những cái nồi cơm điện tử. Cụ thể trên nồi cơm sáp này, con RT con cảm biến nhiệt này nó rơi vào tầm khoảng 50 55 cho đến 60K nhé mọi người nhé, tùy theo nhiệt độ đo mọi người ạ. Mình thường ngày mình mua là mình thay như thế. Tất nhiên là khi thay cảm biến nhiệt ấy, thì kiểu gì mình cũng phải đấu nối tiếp thêm điện trở và căn chỉnh làm sao cho nó cơm nó tốt chuẩn nhất mọi người nhé. Bởi vì chúng ta thay RT nó không là nó chuẩn xác 100% ở đâu, nó sẽ sai khác với zin bản của nhà sản xuất mà.
Thì khi con RT bị nóng lên nó sẽ giảm chỉ số này, thì từ từ cái điện áp này bị mất nhé. Cái điện áp này nó sẽ đi theo cái đường này, nó đi tới đây này, nó đến cái chân này, cái chân này này, nó đi qua cái dây gì à, đi qua con điện trở 10K, không phải dây gì mọi người ạ. Phân áp qua cái điện trở 10K đi vào tới đây. Đấy, mình đã kênh con tụ 103, đây là mát này, nó kênh con tụ 103 về mát này. Đây là mát mà mọi người. Mình có kênh kiểm tra thì nó không bị gì. Đây nha, con tụ đây này mọi người nhỉ. Cái mê này rất là sạch đẹp. Sau đó là cái đường đấy, điện RT đấy nó sẽ đi tới chân này của vi xử lý đấy. Thì mình có kiểm tra qua thì con này thì không thấy lỗi linh kiện, mà có khả năng là do chân cảm biến nhiệt bị hở, thì nó cũng khả năng nó cũng dẫn tới cái điện áp bị sốc, nó không tiếp xúc tốt, dẫn tới là đôi khi là nó đang nấu nó bị sai vấn đề, nó cũng chuyển điện vàng là một. Hai là mình đang nghi ngờ là con RT, con cảm biến nhiệt ở cái lồi này đang hỏng. Bởi vì bác có nói là trước đó thì nó nấu cơm nó không chín. Thế là bác ấy đấu xem cái video của mình ấy, bác đã đấu nối tiếp bằng con điện trở 680K, à 680 ôm. Nối tiếp, tức là cây cảm biến nhiệt này chúng ta cắt bất kỳ dây nào cũng được, chúng ta nối tiếp vào ấy. Khi thay cảm biến nhiệt đôi khi mình vẫn phải làm thế. Thì nó nấu được ok rất là lâu. Nhưng đến bây giờ thì bị như này nhá. Thì mình đoán có khả năng ấy, là con cảm biến nhiệt kia sau 10 năm dùng. Cái lồi này bác ấy bảo bác lồi đã sử dụng được, mua được khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi mà. Thì sau 10 năm dùng mà cái cảm biến nhiệt đấy nó luôn ở đáy lồi. Mà đáy lồi thì nó cũng 100 độ, nhiệt độ rất là cao. Con đáy lồi, con nhiệt, cảm biến nhiệt đấy nó bị lão hóa. Nó lão hóa dẫn tới là cơm sẽ bị không chín. Cơm không chín mà nó đã tụt thấp được cái lỗi trở, dẫn tới là con vi xử lý này nhận lầm là cơm đã chín, đã xong chương trình và nó chuyển đèn vàng đấy mọi người ạ. Mình đang nghi ngờ cảm biến nhiệt như thế nhá, bởi vì nồi cơm điện tử gặp rất nhiều ban như đấy luôn. Ban sống cơm này thì đôi khi chúng ta nối tiếp con điện trở vào thì nó là ok đấy, nhưng mà nó đã lão hóa rồi thì nó càng ngày nó càng lỗi dần nhá mọi người nhá. Nên cái con này thì mình chưa rõ là nó bị lỗi gì, có thể là do bong mối hàn như mình bảo ấy, nhưng mà mình sẽ gửi cho bác ấy cả một cái cảm biến nhiệt rồi bác ấy tự thay, xem bác có thay được không. Còn cái video của mình đến đây là kết thúc. Chào tất cả mọi người.